lắc qua cái là rớt rồi đó, rớt luôn rồi, rớt luôn hả? Rồi chở nhà nha, chở nhà nha, bẻ bắp chuối là món bạch tuộc sống nhúng giấm. Rồi để chút xíu anh em mình về đi nghiên cứu. Hôm nay thì anh em mình kiếm mấy cái bắp chuối trước, có ít được vợ bạch tuộc tươi ở cái nhà nên chú Nhí mua được ít bạch tuộc tươi nè, bạch tuộc còn sống luôn đó. Giờ anh em mình chưa ăn bạch tuộc sống lần nào, hôm nay chị sẽ bắp chuối đi rồi chị hẹn anh em mình nghiên cứu cái món gì đặc độc á. Bạch chuối sáp này ngon nè. Ừ cực, không chú học ngon nữa thì nó hô chú học thôi chứ đâu hô mấy chú kia đâu. Rồi anh em mình sẽ đi kiếm nữa nha. Cứ con dao hàng rồi hư rồi. Rồi hai cái đi anh em, mình kiếm một hai cái nữa đi. Sáp hả? Thí dụ mình có nhiều nhiều cái mình ăn ở trong thôi, ở ngoài cái mình để lại mình bào mình ăn sau. Rồi vòng ra ngoài đi, mình thấy có máy bắp ngon lắm. Lúc trước bữa trước đi rồi. Vô tình, cái này vô tình anh em mình thấy được mấy cái bắp chuối hộp nữa cả nhà. Bắp chuối hộp ăn thì ngon dữ dằn luôn, nó ngọt và nó giòn dữ lắm. Nãy cái cây kia dài quá, chạy nhà lấy cây này. Cây này chạy vòng vòng nó dễ, cây kia dài quá sẽ túng người ta nha cả nhà. Thấy bộ, này hay nè. Ừ, không hay bằng tiêu cái này nãy. Thôi cái đó là ta không thấy đường nơi, ta lùn quá. Không thấy cái mũi nằm đâu luôn. Dứt. Hay quá. Làm nữa. Cái bên cái vừa leo lên. Hay quá. Dùng cái này kéo bấm dữ quá à. Đây bắt chú học quá sướng. Rớt. Đi. Cái này đột nè, cái này lông nè. Vừa tầm hả? Đó. Vừa ăn luôn á. Ôi, anh em kiếm được mấy cái bắp chuối hộp như vậy là ngon quá trời rồi nữa. Sung sướng luôn á. Với hai cái bắp chuối kia nữa là 4, 3 bắp chuối này là làm là hơi bị ngon rồi đó. Rồi, anh em đi vòng vòng kiếm sim đi. Mệt quá, mệt quá. Sao tiêu? Đó, cái này nó kẹp à. Rồi, cái bắp chuối. Kẹp rồi cắt đâu được. Đó. Bẻ. Nó có con miếng hả, nó ăn vô con miếng hả. Quá trời luôn nè, anh em mình nấu bắp chuối luôn á. Không ăn bắp chuối không thôi. Chuối sáp không à? Ờ. Bắp chuối sáp, chuối hậu không hả? Có một tin báo buồn cả nhà ơi, cái chị bán bạch tuộc sống chia lai giờ hết hàng rồi. Chị lai nay không có giao rồi, anh em hãy lấy cách đi lột bắp chuối ăn luôn. Thôi lột ăn luôn chứ biết sao giờ. Xong cưng bẻ cái đọt mình ăn xong rồi lần hơi cưng phải bẻ cái dưới nha. Ừ, bẻ lại. Phải bẻ lại cái nó mới được, để nó đâm thực non ra. Ái ghê luôn cả nhà. Không non. Được rồi, chừng một nắm thôi được rồi thêm. Tại vì nó thơm thơm thôi. Xong rồi con bẻ hấp hấp xuống mốt cho nó đâm tuột rồi. Rồi được, đem cạnh ra bẻ mấy cái tuột đi, mốt có gan nữa. Này mà có một ký ngò gai nữa. Còn có ngò gai là ngon lắm á. Bắp chuối luộc mà có lá cách với nấm ngò gai vô nữa thì thơm tuyệt vời. Tao nó một đám luôn mà biết sao. Nóng quá mọi người. Vợ chồng tao qua nó bắn của tao hết trơn. Trời ơi. Thơm quá, ở mấy nhà trên đó. Bứng mà nó bứng cái gì nó tòng á. Quá trời bứng người hết luôn mùi luôn. Còn mấy buổi quên không ra mình bứng ra. Cái này để cây già 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 có hộp á. Bẻ mấy nhánh vậy lắc 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 cái gì xong. Lên không? Mưa xuống lên. Chừng một nắm thôi. Vừa thôi, tại vì mình có lá cách nữa được rồi nhỉ. Cho. Được rồi. Rồi ha. Có dần ướp này hái mấy trái bắp non bỏ vô luộc luôn. Thôi được. Đây là chiến lợi phẩm của ba anh em mình từ hồi sáng giờ đi dạo phố này nha cả nhà. Mới nè. Do mấy con bạch tuộc hại vậy. Bạch tuộc không có nên anh em mình ăn bắp chuối luộc luôn. Bắp chuối luộc với ngò gai, lá cách. Đây, món này là cũng bơi mùa lắm nha. Ê, ngon à. Thôi chứ anh em mình lựa vài cái thôi. Chắc chừng 3-4 cái thôi. Còn cái để lên bà Tám đi. Vừa ăn hết.
anh em mình ở dưới quê mà đi dạo phố vòng có bắp chuối ăn ha. Nói chứ hồi nãy đi ngang về cũng có mua thêm miếng thịt nữa nha cả nhà, bắp chuối luộc với thịt luộc và mắm tơ mắm niêm. Nghe cái mùi mắm là bắt đầu chảy nước miếng rồi nè. Giờ mình dứt mấy cái này đi tiêu, dứt hai cái bắp chuối sáp với ba cái bắp chuối hộc nhỏ thôi, còn cái này để bà Tám có luộc ăn, bà Tám ăn ha. Nhỏ này ha. Ừ, với hai cái bắp chuối sáp đi. Ừ, vậy đi. Vậy đi. Ok. Rồi giờ mình đi xử rửa sạch nó đi. Đây, bữa ăn hôm nay có anh em mình chỉ có như đây thôi nha, một miếng thịt, năm cái bắp chuối và ít rau luộc vô cho thơm nha cả nhà. Chua chân bắp luôn cả nhà. Cái ngon không là hơi tí cái hút kia kìa. Bây giờ thì mình sẽ pha cái mắm nêm mình trước nha cả nhà. Mua pha trước mắm nêm đi, hơi thịt mình xong rồi tới mình luộc thịt. Rồi bắp chuối là mình luộc cuối cùng. Như vậy thì nó còn nóng sẽ ngon ha. Bắp chuối mình luộc lâu quá nhiều khi mình luộc không ngon cái nó đen à. Luộc hơi ha. Cái này thì chỉ có đường thôi. Ngọt ngọt, mắm này thì nó hơi mặn. Một chai nước tương. Ủa lộn. Mắm nêm. Nêm cái nước quán quá tại. Sao bên ăn mấy món này là bên làm mắm nêm bên ít khi nào mà dùng thấy khớm luôn nha. Như mấy cái món mà ví dụ như thịt luộc cái này kia đồ bên cũng ít cái dùng khớm. Có cá luôn khớm không? Ừ. Cũng như vậy là bên ví dụ mình ăn á, lúc mà mình cuốn hay mình ăn kèm với khớm, còn mà mắm nêm bên thích pha nó riêng vậy thôi. Nó đậm đà hơn. Như để khớm ăn riêng phải không? Ví dụ như mà mình cuốn cái gì mình sắc cái miếng khớm khớm khâu khúc vậy đó. Mình kẹp cuốn chung. Rồi là mình kẹp ăn chung. Còn không ấy thì bên pha nước chấm như vậy ha. Đây nè, tỏi này chút xíu bỏ vô luộc chung nè. Cho nó cứ bớt cái mùi thịt. Để làm hai điện hơi sắc cái miếng thịt cho nó hấp dẫn. Quá rồi, hiệu ứng quá rồi thôi. Nghĩa yeah. Chỉ làm hiệu ứng ở sau lưng thôi. Thôi hả? Có lửa mới có khói chứ bộ. Món này là tới bến luôn á. Ngon lắm, ngon lắm. Lâu rồi mình cũng đâu có ăn mắm đâu. Chỉ lâu lắm rồi mình chưa ăn cơm. Lâu lắm rồi. Ăn toàn là món dữ không hả? Mà đồ nhậu không à. Cái này tính ra nay nếu mà ăn được món này là mấy bà tuột giúp mình á. Tại này không có không? Không có bà tuột. Nên bẻ lái qua tới cái này luôn cái nhà. Rồi bỏ vô sẵn miếng muối luôn. Chút xíu nữa cho vô luộc là xong. Rồi. Rồi xíu nước sôi. Sôi luộc. Cái này lá dường nấu này nấu món nào cũng xài muối tiêu ta. Kỳ chứ. Muối tiêu quá hả? Quá tại muối tiêu. Bỏ tỏi đó vô đặng có gì không vậy? Bớt cái mùi thịt. À, không có mùi phải không? Ừ. Bỏ vô nó ớt bớt cái mùi. Đó, giờ mình chờ thịt xong cái mình xắt là mình luộc tới cái bắp chuối nha. Còn mềm chưa? Được rồi á. Dễ thử không? Được rồi, để bên đây mình thử cho. Để ngồi chút xíu mình xắt, mình bắt cái chảo rồi mình nấu miếng nước cái đây. Nói chứ ba anh em hai miếng thịt này cũng hơi bị nặng luôn á. Đuối á. Đây là cái phần quan trọng nhất. Khúc này mà đột không hay không khéo là nó chuối nó đen hùi lùi luôn á. Ít rồi. Cái dưới cũng miếng. Trời rớt nha. Chắc này nó không có bị bao giờ. Phần có chuối này là ba anh em mình hơi bị đuối luôn á. Chắc bốn cái quá. Để gần. Này bên không xem sắc tước khi nào mà mình luộc mình sắc nó tắn này cả nhà. Sắc tước là nó đen hơn, sắc mình bỏ vô là nó đen hơn lùi luôn á. Nó chuối mà luộc đen là hết ngon luôn à. Lỡ yếu nó sợ nó cũng đen nữa nè. Thì đó. Cái này mà có cái bếp thè là ngon nhất. Dài dài đã. Nó có cái hộp của mình rồi thôi, tới bến. Chưa hút hay mà nè, chưa học luôn phải nữa. Rồi. Gió thổi qua cây tắt luôn. Tiêu hút nó không có bằng tao. Tao chơi bắp chuối chưa tổng không à. Vừa mới lú ra là quất hả? Ừ. Để tên nữa người ta bắt, người ta bán, người ta đâu có bán chú học đâu. Ở dưới đây mình ăn vậy nhất mình, nhất của ta á. Không, để chú nhà ăn được. Chú nhà sớm ăn được. Chú nhà người ta kẹt kẹt làm bậy nó. Ăn kiểu đó là có sắp xếp đàng hoàng. Ăn cái bắp chuối mà chưa tẩu phải có sắp xếp mới được. Trời ơi, hay mấy cái bắp chuối
Chị thấy mấy cái bắp chuối hậu không? Nó xanh đẹp không? Không có bị đen luôn. Cái này nó sâu lên nó mềm, cái mình bỏ cái ngò gai với lá cách vô hả? Lá cách vô. Cái bắp chuối hậu luộc đẹp lạnh lùng người ta. Nó tăng 10 chứ. Không quen khó quá thôi ha. Quen cũng khó luôn rồi. Quen cũng khó luôn hả? Nghe cái mùi thơm chưa? Ngồi ra nữa ra. Nó cách. Khi nào mà tới công nghệ nay mùi gờ là có được cái tivi có mùi thơm không á? Mùi gờ. Thôi ba, nhắc đem ra đây. Trời ơi. Đó đã. Cái cuối cùng là phải xắt miếng thịt này ra mới được. Trời ơi, thịt luộc mắm nêm với rau luộc. Chết luôn cả nhà ơi. Thịt con phiếu ha. Chết luôn. Chết với mấy anh chị mình, ví dụ như ở nước ngoài á. Anh chị ở nước ngoài á, mấy cô chú rồi cái món này nếu mà thèm món Việt Nam mà món này là chắc hơi bị mệt luôn á. Kiếm bắp chuối hơi khó, theo thì có mà bắp chuối hơi khó. Bắp chuối khó lắm. Bắp chuối là bản nhìn như là không có luôn á. Có thể là không có luôn á. Nghe cái mùi mắm tôm với cái mùi thịt mắm nêm với cái mùi thịt luộc này cái nè. Chảy nước miếng. Chị nói. Bắt mà cơm nó hao hao cơm. Anh thì anh heo, anh thì anh heo bắp chuối luộc. Hào chuối hơi hơi gào phải không? Cái nó thấy nó cũng bu lại. Rồi, đồ ngon mà. Thông cảm. Đồ ngon em tha không được. Đấy. Thôi mời cả nhà ăn bữa cơm cùng ba anh em mình nha. Mời cả nhà ăn cơm. Bắp chuối luộc, thịt luộc. Bắp chuối luộc. Cái bắp chấm mắm nêm. Cái bắp chuối này luộc cái nó màu nó đẹp, hơi vàng vàng đẹp ha. Quá đẹp ta, cái bắp chuối chuối hộp này đẹp ghê á. Thử này trước đi. Đồ cái bắp chuối ghê. Chấm mắm nêm nữa ha. Hôm nay mình chưa ăn còn mấy món kia, không ăn cơm nữa nào. Ngon. 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 Lâu quá mà không gặp cái mùi mắm nữa chắc mệt luôn á. Rồi bắp chuối hộp ngon ghê không? Để anh em ăn cảm nhận ra nó ngọt 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 ngon lắm. Luộc cắt cái bắp chuối kiểu này luộc là vừa ăn được cái gì cái lỗi ở trong á, rồi cái ở ngoài là đầy đủ luôn á. Chứ không có ăn ở ngoài rồi có cái lỗi không, trong ăn thì nó kỳ lắm. Chắc cái kiểu này là đầy đủ luôn cả nhà. Vừa có lỗi vừa có ngoài luôn. Theo kẹp theo miếng ấy nè Tiêu. Kẹp theo miếng ngọt rồi, thơm lắm. Nó đã. Nó chuối ngọt ăn ngọt ăn ngon ha. Thơm ngon ngọt. Có kiếm lắm. Có một vườn ở dưới cho quà. Chú ông tầm toàn là chuối hộp không. Ủa mà thường thường mà cái món chuối hộp chú Hút thường ăn món gì? Làm gỏi á, ăn sống. Đa số là tí ăn làm gỏi. Tại vì ăn làm gỏi ăn nó giòn ngon lắm. Cắt nè. Khác bắp chuối kia xa. Kẹp vô miếng lát nữa. Này đồ bắp chuối với anh Niềm hay ăn cũng ngon. Thôi mình đem với thịt mình dẹp đi. Thôi em đem với thịt đây. Nó chưa có miếng thịt vô thì nó béo béo nó ngon hơn. Nhưng mà ví dụ kinh tế khó khăn mua cho anh mắm nêm có 5.000 thôi à. Đi vòng vòng dạo phố kiếm mấy bắp chuối. Món này chị thấy chim phái nữa. Chết luôn hả? Chim ơi coi xong gì nhớ làm liền nha chim. Mà chắc bắp chuối, còn mấy cái bắp chuối ngoài đây nè. Cái gì chiều liên hệ tao nha. Cái đám ngò đó mà cái mùa nuôi xuống trách nhiệm đó. Nắng mà còn nhiều. Lè luôn á. Nắng còn quá trời ha. Nó không vàng quá. Không có bằng cái bụi hôm bữa anh em mình với cái chuột á hả? Chuột á.
Không, nhưng mà bữa em nhí ra ngoài nó tàn rồi. Cái mình nghĩ là biết sao không? Theo không nghĩ không phải là do nắng nó tàn đâu, mà là nước mặn á. Nước lớn rồi nó tàn lên tôm nó ngập rồi nó chết á. Bữa mình đi câu cá vừa ngoài nó ngập quên. Nước mặn rồi nó chết á, chứ không phải là do nắng không? Bữa nó quá sợ luôn mà. Tâm thần. Nhờ chuột chạy qua đó phát hiện nấm ngò hả? Đáng rồi, đẹp rồi mà nó chết rồi. Tới bến. Nghe mùa mắm là biết tới bến rồi đó. Kèm theo mấy cao này không ta? Không. Rau cách ngò. Nó cách này có người ăn được á. Nó hơi nhẫn nhẫn á. Có người lại phái. Ở quê mình mà bắp chuối này luộc kèm với lá cách với ngò gai là quá đúng luôn á. Không có rau nào mà luộc chung nó ngon nữa. Mình cắn cả hả? Nó hợp á. Cái món này tuy đơn giản nhưng mà nhiều anh chị ở thành thị rồi hơi khó á. Kim gà mạnh lắm á. Khó kém hả? Ví dụ bắp chuối nè, bắp chuối nhí ra ngoài mà nhí mua đi chợ mua vẫn có bắp chuối nguyên. Nhưng mà dạng nó héo rồi á, luộc ăn nó dai lắm với lại nó đen, nó không có ăn. Nó không mới, không giòn như mình phải không? Với lại nó không có tắn nữa đen luôn à. Nhìn để thời gian là nó đen à. Qua là sao nó đen à. Tại vì có mấy lần binh đi dịch vậy chứ người ta hái từ dưới quê người đem người ta bán mà. Không như mấy huyện thành lân cận nữa. Nó dập nó đen xấu. Ngay cả bắp chuối mình nè, thấy vừa lúc mình giật á, nó rớt xuống đất á, rớt cái phạch xuống nó dập bắp chuối mình dẹp luôn, cũng đen nữa. Này giờ mà có gì ra mình thố cán như nhiêu cũng hết. Thôi, không, ở đây không đủ ăn đâu. Mình gom cũng không được. Ông nói nhiều kìa, nó thí dụ á. Thí dụ như mà mình gom nguyên một ngày để chiều bán cho nó ngon, gom không nổi luôn. Giống như mình mở cái vừa hả? Chứ không gom 2-3 bữa mới được. Các chú hút đặc lịch mình nha. Hôm nay dịch này cái nhà có thịt lá cách để bắp chuối nè. Hôm nay dịch chú Phúc không về chơi đây mình được hả? Ở nhà không mà. Ở nhà nó rộn sáng đi xe ăn sáng với má mấy clip gần đây á. Bún riêu. Cái thiếu bớt à. Tài thiếu nữa mới đã. Không nói là nó hiểm trong cái ấy á. Xanh hả? Nãy thấy không? Thật. Anh nhộn lấy ra. Cái gà cháy gì đó. Muốn có thịt thì có gà luôn. Đâu thơm nó cách rồi. Đó. Thơm đó. Lấy đầy đủ các chất, các vị. Bây giờ mình điện vô. Có béo còn ngọt, có thịt nữa. Nay xuống rửa tay thấy đám ngò rồi, cái đâu xin đâu, thấy 30 rồi nữa hả, thấy 30 ngò hả, đúng mắn rồi. Cái là hỏi giờ hồi rồi hả, hỏi đâu ạ, để bắt chuối kiếm ngò mà ngò giờ kiếm có trong bản ngay không tình hẳn cũng ngừng hả. Cái là để dắt vô cho hái, để tao hỏi bà nãy bà cái bà già nó hỏi vô ngay liền thôi khỏi chỉ. Bà mời hỏi cái là con biết chỗ của hái rồi. Tao tâm địa rồi hả? Nãy cửa tay là thấy rồi. Đã. Nói dụng ngớt đã gì đâu. Lâu không rồi mới ăn rau vậy nhiều. Hôm nay mình săn con này con kia nấu đại số rồi. Thịt cá nhiều. Còn rau thì ít. Nấu rau thì nó cũng hơi khó à. Cũng hề mình cũng đi hết dây giáp vòng chứ bọn. Chưa học thêm. Có một bờ để 11 nếu mà có dịp gì mà mình làm bắp chú học nó dẫn hai anh em xuống cái vườn cái này. Cái quả hả? Nó khoảng 1-2 công mà vườn vừa nha, ta đồng chú học chen vô. Nhiều lắm. Hôm tại mấy chú đó không to, tại giờ lúc trước thấy rồi đi hay bẻ tạm. Mà thấy chú học này nè. Tán đậu ít á. Phải cái cây mình phải chăm sóc mình chặt mấy con bớt kìa, đậu tán nhiều. Không mấy con tán nó ít á. Tá giống như bị lép vậy. Ờ, có tiếng đó, cứ nghe tiếng nói rồi. Tiếng nói là ví dụ như mấy cây chuối phải không?
nó có buồn á, chặt hết mấy cây rồi cây thôi, chọn cây con thôi, bắt đầu cây nó lớn nó chặt đó rồi chọn cây con lên. Cái buồn chuối mình cũng vậy nữa, ví dụ như mà nó lên cây đó nó có tái rồi mấy con chỉ vòng vòng hết, chọn cây hồ, ví dụ mình mốt mình đốn hoài đó ngã xuống rồi chọn cây kia nó lên nhiều quá nó ớn nó không ngon, nó không bự. Với lại mà cái lụm chuối nào mấy anh em thấy lụm chuối nào đông mà chừng 4-5 cây cơ, có cái chuối nó bự đâu, cây nó ốm lại lớn và nó chết hết nguyên bụi luôn à, nó tăng đỉnh nha. Em thấy muốn thịt nó hơi béo béo, đúng rồi, nó có mỡ vậy béo béo. Đúng rồi, có mấy cái bắp chua hồng thương quá, chúng mà bỏ công thì thương như chị xíu mà ngon ha, nó dần dần mà chản mấy cái bắp chua xiêm thôi, cầm được cái nhà lâu quá, lâu quá, cái đây nha, đây nha.